Xin chào, các bạn đang đến với An Tiến Studio. Bữa trước thì Phương Lâm đã giới thiệu chiếc loa Clip The One 2. Còn hôm nay, Hoàng Hà sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu loa cao cấp hơn cũng được ra mắt với The One 2 vào năm 2019. Đó là Clip The 3-2 ngay trước mặt Hà đây. Chiếc loa Bluetooth mới nhất của hãng âm thanh Clip này là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất âm trong sạch chi tiết trong một thiết kế sang trọng cổ điển. Sản phẩm với công suất lên tới 120W thích hợp nghe nhạc trong nhiều gian phòng khác nhau như phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và thậm chí là trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật làm cho căn phòng của mình thêm giá trị hơn. Hãy cùng Hoàng Hà tìm hiểu ngay về em nó nhé! Clip The 3-2 là mẫu loa không dây cỡ trung được thiết kế theo hình dáng một chiếc hộp có kích thước nhỏ gọn với chiều ngang 34,8cm, cao 17,7cm, sâu 20,3cm cùng với trọng lượng chỉ 4,7kg. Điều này giúp cho chiếc loa có thể fit vừa vặn với các kệ TV, kệ nội thất, bàn làm việc và cả với phòng ngủ của các bạn. Sử dụng chất liệu MDF thượng hạng, phủ vẹt ni gỗ thật cho hai phiên bản màu Matte Black đen sần và One Up quả ốc chó. Loa Clip The 3-2 ngay lập tức hấp dẫn người dùng bởi hình thức cực kỳ chỉnh chu, tinh tế, nét hoài cổ độc đáo cùng với vẻ chất chơi của một món đồ chơi hạng sang. Thêm vào đó, lưới vải phủ ngoài bảo vệ củ loa được thêu dệt tỉ mỉ, cách điệu thẩm mỹ với logo tròn lớn nổi bật làm tái hiện vẻ đẹp kinh điển của dòng loa Clip Heritage huyền thoại với hơn 70 năm tuổi. Cũng giống như The One 2, bề mặt trên Clip The 3-2 là cụm điều khiển với công tắc gạt on-off, nút xoay chỉnh volume, núm xoay chọn kết nối tín hiệu đầu vào bằng đồng trắng cao cấp ánh kim bắt mắt cho cảm giác điều khiển dễ dàng và mát tay thích thú mỗi khi sử dụng. Ở giữa công tắc và hai núm xoay là dãy đèn LED thông báo mức âm lượng và kết nối đang được sử dụng. Phía sau loa bao gồm nhiều cổng input khác nhau để kết nối với hầu hết mọi thiết bị. Ngoài công nghệ kết nối Bluetooth 4.0, The 3-2 có thêm cổng jack 3.5mm tạo kết nối analog với nguồn phát từ điện thoại và máy nghe nhạc cầm tay. Kết nối máy tính chơi nhạc số qua ngõ USB Type-B với khả năng giải mã các file nhạc có độ phân giải cao lên đến 24bit hay là 192kHz. Chơi nhạc từ đầu CD qua ngõ RCA trái phải. Cổng RCA này chỉ cần gạt nút chuyển qua mạch Freephono MM là bạn có thể kết nối ngay để chơi nhạc analog từ đầu phát đĩa than rồi đấy. Chưa hết đâu nha, để thuận tiện hơn cho việc điều khiển, Clip cung cấp cho chiếc loa một anh remote điều khiển từ xa. Chiếc điều khiển khá nhỏ nhắn với dòng chữ Clip ở dưới tay cầm này giúp bạn thay đổi nguồn chơi nhạc, tăng giảm âm lượng, chuyển bài hoặc là tắt bật loa. Khác với các phiên bản tiền nhiệm, loa Bluetooth Clip The 3-2 không tích hợp module Wi-Fi đảm trách phần Network Music Player bên trong loa. Đó thực sự là một điều đáng tiếc với cá nhân Hà, vì Hà là người thường xuyên nghe các dịch vụ âm nhạc trực tuyến như là Amazon Music, Deezer, Apple Music. Dù sao thì Clip cũng đã dành không gian này để lắp đặt thêm linh kiện mạch công suất cũng như là thay đổi cấu trúc thùng loa để The 3-2 có hiệu suất tốt hơn. Kế thừa công nghệ chế tác những dòng loa Clip huyền thoại, bên trong The 3-2 được thiết kế bao gồm một loa trầm dài 5,25 inch, hai trình điều khiển toàn giải dài 2,25 inch và hai bộ tản âm thụ động dài 5,25 inch để tăng cường âm trầm. Loa có thể chơi nhạc ở nhiều gian phòng có diện tích khác nhau trong nhà của bạn như phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn, với âm thanh có độ phủ rộng với công suất tối đa lên tới 120W trong tần số 45Hz cho đến 20.000Hz, giúp mang lại trải nghiệm âm thanh vô cùng cao cấp. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, Hà sẽ test thử ngay một số bài nhạc để các bạn cùng thưởng thức chất âm của em nó nha. Chưa ai ghé ngang đây mặt hồ.
đường lặng yên, chưa ai hát câu ca về một miền tự do. Ai nhìn xem em ngồi đây? Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cứ như đứa bé mới lớn lên. Chuyện xưa chôn vùi theo bóng thời gian, vài năm qua lòng người thay đổi, bạc đèn nhắc thêm buồn. Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương, kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tim. Chất âm chân thực, luôn giữ được độ êm, tĩnh, vững tiếng ngay cả khi Hà đã mở âm lượng lớn nhất là những gì Hà cảm nhận được từ clip The Tree High này. Các bạn thì sao? Các bạn thấy phần trình diễn của em nó có thỏa mãn được mình không? Hãy để lại ý kiến ngay dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé. Và cũng đừng quên để một like, một subscribe để ủng hộ cho tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.